Rồi bây giờ mình sẽ dùng 50ml nước ấm nha. Mình hòa tan cái phần 50g bột gelatin. Đó, mình khuấy cho bột gelatin với nước ấm. Rồi, sau khi nó được như thế này rồi mình để đó 15 phút ha. Tiếp theo, mình làm việc tiếp theo là mình sẽ trộn cái hỗn hợp bột rau câu với đường, một gói rau câu 12g và 200g đường cát trắng, mình trộn đều lên. Cái tác dụng của việc mình trộn thế này là khi mình cho vô nước á, thì nó đỡ bị vón cục hơn nha cả nhà. Đó, mình trộn bột rau câu với đường. Rồi tới lúc này mình có hai cách. Cách một á, là mình sẽ cho cái hỗn hợp bột rau câu và đường này vào trong một cái nồi nước nhiệt độ thường. Mình khuấy đều rồi mình ngâm nửa tiếng, sau đó mình bắt lên bếp mình nấu. Đó là cách 1, thông thường mình sẽ ngâm 30 phút trước khi nấu. Cách 2 là mình nấu nước sôi luôn. Rồi khi nước đã sôi rồi này thì mình mở nắp ra. Mình mở nắp ra, mình tắt lửa đi. Sau đó mình lấy que khuấy, mình khuấy cho đến khi nào mình thấy hết cái bong bóng. Đó là nước nó bớt sôi rồi. Sau đó mình mới cho cái hỗn hợp bột rau câu và đường vào. Cho từ từ nhưng mà đánh là đánh mạnh tay. Đó, anh chị thấy đó, nó trong veo đâu có bị đục đâu. Nhưng mà phải làm đúng thao tác nha. Trộn bột với đường, sau đó cho bột với đường vào nước sôi mà cho từ từ rồi đánh mạnh tay cho tan thì nó cũng không bị vón cục. Đó, cho từ từ đánh mạnh tay. Như vậy là chúng ta có tới hai cách để nấu rau câu không vón cục ha. Cách 1 là ngâm với nước nguội rồi bắt lên bếp nấu. Cách 2 là nấu trực tiếp nước sôi giống như đang làm. Rồi chúng ta nấu cho tan hết, đánh cho tan hết. Đó anh chị thấy không? Trong veo luôn, đâu có bị vón cục gì đâu. Sau đó mình sẽ đậy nắp. Sau đó mình đậy nắp, mình bật lửa lên. Mình bật lửa lên, mình nấu sôi cái phần rau câu này. Rồi mình đậy nắp và đến khi rau câu của mình sôi rồi thì mình mở nắp ra. Nhớ nghe, nó sôi là mình mở nắp chứ mình không có đậy nắp. Sau đó mình tiếp tục hẹn giờ. Mình sẽ nấu cái nồi nước này thêm 3 phút nữa. Mình nấu nồi rau câu này thêm 3 phút nữa để cho rau câu của mình nó giãn nở, nó chín ha. À, nấu thêm 3 phút nữa rồi mới cho phô mai vô. Rồi trong suốt quá trình mình nấu á, sau khi nó sôi rồi ha, mình sẽ nấu 3 phút với lửa nhỏ nhỏ vừa vừa. Miễn sao là rau câu trong nồi nó sôi lăn tăn nha anh chị. Cũng không cần phải lửa to quá. Rồi sau khi mình nấu cái nước thạch này được 3 phút ha, thì mình sẽ cho 150g phô mai vào. Rồi khi cho phô mai vô nó đang là cục ha, nó đang theo kiểu từng tảng. Từng tảng lớn thì mình dầm ra mấy anh chị, mình dầm ra giúp Nhi. Đó, mình dầm như vậy thì nó nhanh tan hơn. Và lưu ý một điều là khi cho phô mai vô mình có thể cho lửa lớn luôn cho nhanh tan, nhưng mà mình phải khuấy liên tục để tránh tình trạng cháy nha. Mình có thể khuấy mạnh một chút để cho cái phần phô mai của mình nó tan ra. Đó, nhưng mà khuấy theo kiểu miết nồi. Miết nồi tức là cái đầu này mình cho sát xuống nồi, mình khuấy cho miết nồi để không bị cháy. Lưu ý ha, khi cho phô mai vô thì mình sẽ phải khuấy miết nồi cho đến khi nào phô mai tan ra. Thường mình sẽ khuấy thế này nè, với lửa lớn khoảng 2 phút là phô mai tan hết. Đó, lưu ý giùm Nhi. Nếu thấy sôi quá mà bọt trắng thế này là nên bớt lửa không thôi, nó sôi trào ra ngoài nha. Đó, sôi mà bọt trắng vậy là tức là quá nóng thì mình bớt lửa lại để không bị sôi trào ra ngoài. Đó, khuấy khoảng 2 đến 3 phút. Rồi anh chị thấy này, sau khi mình khuấy được, mình nấu mình khuấy đều được 2 phút ha. Đó, khuấy với lửa vừa vừa thôi, vừa vừa nhỏ nhỏ thôi ha. Ban đầu mình có thể để lửa lớn nhưng mà khi nó sôi lên mà nó tạo bọt nhiều là mình bắt đầu để lửa nhỏ nhỏ thôi.
Rồi sau đó bây giờ tiếp theo là mình có thể cho lửa lớn lên để cho sữa vô. Cho sữa tươi 500ml nè. Tiếp theo là mình cho kem. Kem béo rich nè. 400ml này. Khi mình mới cho kem với sữa vô á thì anh chị sẽ có thấy cái hiện tượng này là bình thường, đừng lo lắng. Cái này là nó đặc lại thôi, nó nguội thì nó đặc thôi. Đó, giờ mình sẽ khuấy cho nó đều ra, rất là thơm luôn. Kem béo và sữa vô thì nó rất là thơm bởi vì cái kem béo nó thơm mùi vani ha. Rồi mình khuấy cho đến khi nào mà nó tan hết cái này là được anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái gelatin vô sau khi mà cái phần sữa tươi, kem béo đã tan rồi ha, mình sẽ cho cái phần gelatin. Rồi mình cho 50g cái phần gelatin mình đã ngâm vào nồi. Mình tiếp tục mở lửa lớn nha anh chị nha. Nấu tan cái gelatin này ra là xong. Rồi sau khi mình khuấy đều cho cái phần gelatin nó tan thì chúng ta tắt bếp ha. Rồi tắt bếp hoàn toàn luôn. Để không bị cháy nha, tắt bếp hoàn toàn luôn. Và để tránh tình trạng bị cháy mình cũng nên để cái nồi này xuống khỏi cái bếp. Bởi vì cái sức nóng của bếp á, mà mình không để ý á, nó cũng làm cháy ha. Mình sẽ để 800, rót 800ml thạch khúc bạch vào khuôn nha cả nhà, màu trắng trước đi. Tí nữa chúng ta pha màu sau. Rồi nếu mà lỡ có bọt thế này á, thì một là chúng ta làm cho nó vỡ cái bọt này ra. Nếu mà ít, còn mà nhiều quá thì chúng ta vớt ha. Vớt hay làm vỡ là tùy mình ha, nếu mình rảnh quá mà. Đó thì mình đứng mình làm vỡ từng cái ra. Vớt, tại mình vớt cho nó mịn bề mặt nha cả nhà. Rồi, sau đó mình để cho cái này nguội luôn. Mình để cho nó nguội luôn, nó gần như là đặc lại mình mới rót tiếp. Khi mà mình nấu bằng gelatin á, thì nó dễ hơn là rau câu. Rau câu thì mình phải có cái thời điểm đúng mình rót thì nó mới ngon, nó mới dính. Còn cái khúc bạch này á, cái gelatin này thì nó dễ hơn. Mình chỉ việc để nguội, xong rồi khi nó bắt đầu đặc lại rồi mình rót lớp 2 ha. Đó, mình nhìn nha. Thì mình bắt đầu là mình bật lửa lên. Khi nó đặc rồi nè, nó khô rồi nè. Đó, thì mình bắt đầu bật lửa lên để mình làm cho cái phần khúc bạch trên nồi của mình nó tan chảy ra, nó nóng lên. Rồi bây giờ mình đổ tầng 2. Tầng 2 là Nhi sẽ đổ cái màu hồng trước. Nhi sẽ cho ở đây là 20ml nước ép thanh long. Rồi sau đó mình sẽ đông vô đây là 800ml nước thạch khúc bạch màu trắng của mình ha. 800ml nha cả nhà. Khuấy đều lên. Rồi sau khi mình khuấy đều như vậy rồi, mình vớt bọt ha. Và sau khi mình vớt bọt rồi thì bây giờ khi mình đổ đó, mình rót xuống thì mình rót từ từ thôi, mình rót trên một cái vá để nó dàn trải cái lực ra. Rót rất là nhẹ nhàng thôi. Dàn trải đều cái phần màu hồng, khúc bạch màu hồng thanh long của mình ra này cả nhà. Đó, mình rót trên một cái vá để mình giảm cái lực xoáy ha. Rồi tiếp tục ngồi chờ. Tiếp tục mình chờ từ 5 đến 7 phút. Hoặc là nếu mình muốn nhanh á, mình có thể cho quạt ha. Mình lấy quạt mình sấy cho nó nguội từ 5 đến 7 phút. Rồi mình mới đổ tầng 3. Sau khi mình đã đổ cái thạch thanh long được khoảng 5-7 phút thì mình bắt đầu bật bếp lên để làm nóng cái nồi thạch khúc bạch của mình. Đó, làm nóng cái nồi thạch khúc bạch của mình cho nó nóng lên nha, nó sôi lên. Khi thạch khúc bạch của mình nó bắt đầu sôi lên, nó nóng lên rồi, mình cho 50ml nước màu hoa đậu bếp vô để tạo màu. Nếu mà ai không có nước màu hoa đậu bếp thì dùng 20ml siro blue curacao. Tương tự ai không có thanh long thì dùng 20ml siro dâu ha. Đó, sau khi mình khuấy cho nó tan hết cái phần màu xanh đi thì mình chuẩn bị là mình sẽ rót vào khuôn. Tắt bếp rót vào khuôn. Ở đây là Nhi nấu mà cái phô mai của mình á, Nhi muốn để cho nó như vậy đó. Thì nhìn nó hấp dẫn, ta biết có phô mai luôn. Còn nếu ai mà không có muốn cái phô mai nó có cái phần lợn cợn này nè, thì mình có thể nấu lâu hơn cho nó tan phô mai ra, hoặc mình rây. Hoặc mình rây nha, mình rây cũng được. Rồi sau khi mình nấu xong á, nếu như mà nó có bong bóng thì mình làm vỡ hoặc là mình vớt ra nha, mình vớt bọt nha.
Rồi như vậy là mình đã nấu xong phần cái gọi là thạch khúc bạch 3 tầng của mình rất là ngon. Và bây giờ việc tiếp theo là mình sẽ để cho nguội. Sau đó mình để vào mát khoảng 30 cho đến 1 tiếng đồng hồ. Rồi mình lấy ra mình dùng thì nó mới ngon. Và cái thạch của mình á, thì mình có thể để ngăn mát được cả tuần nó mới hư. Tuy nhiên nó sẽ ngon nhất trong vòng 3 ngày đầu. Và bây giờ mọi người cùng với Nhi để đi bảo quản khúc bạch này trong ngăn mát nha. Như vậy là thạch khúc bạch mình sau khi đã để nguội và để mát được 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cắt cái thạch khúc bạch này ra. Thạch khúc bạch này mình cắt ra đó thì mình có thể ăn kèm với những cái món như là cacao sữa, Milo sữa này, hay là các cái món trà sữa, những cái thức uống mà nó có cái vị béo thì nó rất là phù hợp với cái thạch khúc bạch này. Hoặc là đơn giản khi mình có thạch khúc bạch 3 tầng rồi đó, mình có thể nấu nước đường và mình ăn giống như ăn chè khúc bạch. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà mình cắt thử cái thạch khúc bạch này ra coi nó ngon như thế nào nha. Rồi như vậy là cái khúc bạch 3 tầng của mình nó đã đặt lại rồi nè. Đó, mình sờ mình thấy sau khi để mát được khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là nó ngon. Cái khuôn này của Nhi á, là có chiều ngang khoảng là 38cm, chiều dài 38, còn ở đây chiều rộng của nó là khoảng 25. Đó thì Nhi sẽ chia cái phần khúc bạch của mình làm 4. Mình nấu theo công thức này thì khúc bạch nó sẽ hơi dai ha. Do có rất nhiều bạn yêu cầu Nhi là nấu công thức khúc bạch dai mà nhiều tầng nên Nhi làm, chứ bình thường khúc bạch đã sẽ nấu mềm hơn thế này một chút. Cái này là công thức khúc bạch nhưng mà này là dai. Wow, đẹp ghê chưa? Quá xuất sắc luôn ha. Bây giờ mình cắt ha. Cái này thì sau khi mình chia đây là 1, 2, 3, 4 4 x 4 là 16 miếng, 16 miếng đều nhau, sau đó cứ mỗi miếng á thì mình lại cắt làm 4 nữa. Đó, đẹp ghê chưa cả nhà. Rồi mỗi miếng cứ mình cứ chia 4 hết. Đó, một cái miếng 1 phần 16 là mình lại chia làm 4. Sau đó cứ mỗi cái miếng dài như thế này. Đây mình chia 4, mình chia đôi trước nè. Chia đôi là thành là chia 4 của một cái miếng đó. Sau đó mình tiếp tục chia 4 thì mình chia đôi trước cho nó đều này. Mình cắt kiểu này là lúc nào thạch mình nó đều. Trời ơi, nó ngon mà nó đẹp ghê chưa. Trời ơi, làm cho thử miếng nha. Để thử miếng cho cảm giác. Quá ngon. Mình nhìn cái chất thạch nè, nó cứng cáp ha. Đó, bây giờ người ta đang có cái trào lưu mà ăn khúc bạch mà cứng thế này đây. Tự nhiên cũng có hướng dẫn luôn, thì thêm nhiều rau câu lên cho không gì hết. Ngoài khúc bạch ra mình thêm nhiều rau câu cho thì nó cứng thôi cho không gì hết. Đơn giản. Wow, ngon vậy chưa? Quá ngon, quá tuyệt vời. Vừa đẹp vừa ngon là mình phải cho 10 điểm đúng không cả nhà? Úi trời ơi. Đó, tuyệt vời. Trời ơi trời. Cái thạch này ha, mà bỏ vô những cái món như là sữa dừa thanh long này ha. Rồi mình làm những cái món như là trà sữa nè, Milo cacao rồi đó, đều ngon hết nha cả nhà.